Dạ em xin chào các anh và các bạn thân mến nha. Thì trên màn hình của em là cái cây mai thông các bạn. Cái tiêu chí của cây mai thông á là cái bộ rễ dưới á là nó phải nơm, và cái thân ở trên á là nó phải đủ nhánh, đủ chi. Nhánh của nó thì phải từ dưới gốc đi lên các bạn, nó đều lên á, phân chia ra tứ diện nha. Thì cây mai này em trồng cũng được năm mấy rồi các bạn. Cây mai này thì em tạo dáng cây mai thông từ nhỏ, từ lúc nhỏ lận. Các bạn thấy nhánh nè, nhánh nó phân chia ra đều và tứ diện nha. Thì hiện tại giờ em đang quay đó các bạn là trời đang chuyển mưa. Các bạn thấy không rõ thì cũng thông cảm giùm em nha. Nè các anh thấy nhánh nè. Thì với cái tiêu chí nhánh ở dưới á là nó phải to hơn cái nhánh ở trên, rồi nhánh ở trên nó phải to hơn cái nhánh ở trên cùng nữa, có nghĩa là nhánh ở dưới nó to dần dần lên các bạn. Còn cái gốc của cây á thì ở dưới nó to nè, các bạn thấy nè, đầu dôi đuôi chuột nó sung lên đó các bạn. Cây mai thông là phải ngay thẳng người ta mới kêu được cây mai thông. Còn trường hợp mà các anh trồng cây mai dưới đất mà do công việc nhiều đó, các anh không có chăm sóc đó, nhánh ở dưới nó không có mà nó chỉ có vài nhánh ở trên, thì trường hợp này mình tạo cây mai thông như thế nào đây? Thì em sẽ chia sẻ cách tạo cây mai thông ở cuối video này nha. Thì cái vườn mai này cái anh chủ nhà anh kêu em làm đó, thì em có ra một cái video là hướng dẫn đến các anh là cái cách uống cây mai mà thân to mình khó uống đó. Thì em cũng đã ra video và cho anh các bạn xem rồi. Thì tất cả cái cây mai này khoảng chừng 100 cây trở lại thôi các bạn. Em làm đủ cỡ hình dáng nè, dáng bay, rồi dáng lông, rồi thân lắc lượng tứ diện như thế này. Và cũng chừa lại 1-2 cây để làm cây mai thông cho ảnh các bạn. Nói chung 100 cây mai này á thì em làm đủ hình dáng luôn, để sau này cho ảnh bán nó dễ các bạn. Ai thích cái gì đó thì người ta lựa cái đó, ai thích thân lắc lượng á thì có thân lắc lượng tứ diện nha. Còn dáng lông, dáng bay, chủ yếu là thân lắc lượng là nhiều các bạn. Như thằng này nè, dáng bay nè, dáng hồi đầu rồi nè các bạn, đủ thứ. Đây là cây, đây là những cây mai con mà người ta trồng từ nhỏ đó, cho nên mình phải tạo dáng. Mình muốn cho cây mai của mình nó sau này nó đẹp và nó có tiềm năng á thì mình phải tạo dáng từ nhỏ nha các bạn. Mình phải sắp đế nè, sắp rễ và tạo dáng từ nhỏ nó mới đẹp được. Thì trong cái video này á, em sẽ chia sẻ đến các anh và các bạn cách tạo dáng cây mai thông nha. Cây mai thông thì nó khá là đơn giản các bạn. Thì đây, trên màn hình của em là một cây mai thân to. Là các bạn thấy nè, cành nhánh nó thì nó tập trung ở trên, nhánh nó ở trên nó thì nó đều đó các bạn. Còn ở phía dưới nè các bạn thấy không có nhánh nè, thấy không? Theo quy tắc của cây mai thông, bộ đế của nó là nó phải nơm. Nếu mà kiếm cái cây mai nào mà được cái bộ đế nơm á, thì hầu như nó hơi hiếm các bạn. Cho nên mình phải chịu khó làm dễ từ nhỏ nha. Còn cái cây mai này á, thì đế nơm thì em nghĩ chắc không có đâu. Thì theo quy tắc á, thì trước nhất là mình phải coi cái rễ nó như thế nào đó rồi mình mới quyết định nha các bạn nha. Thì cái tiêu chuẩn của cây mai thông á các bạn, thì nhánh nó phải từ ở dưới gốc đi lên, có nghĩa là từ cái phần rễ đi lên khoảng chừng khoảng một tấc, là ở trên đó nó phải có nhánh và nó đi đều lên, xen kẽ tứ diện giống như là cái phần trên gì nè mới đúng đó. Còn cái cây này các bạn thấy nè, nó thẳng đơ lên nè, thấy không? Ở dưới thì không có nhánh nào hết, ở trên thì có nhánh. Vậy cây này mình phải tạo cây mai thông như thế nào đây? Thì cách này nó cũng đơn giản thôi các bạn, nhưng mà mình phải chịu khó, mình phải dưỡng ra từ 2 năm 3 năm nó mới thành cây mai thông nha. Rồi thì chút xíu nữa em chia sẻ các bạn sau nha. Thì bây giờ mình cái nhiệm vụ của mình á, mình phải coi cái bộ rễ này như nó như thế nào đó các bạn, rồi sau đó mình mới quyết định. Giờ mình coi thử rễ nó như thế nào đây.
Rồi, thì quá là ngon lành luôn các bạn. Không ngờ tiễn cây mai này là đúng bài cây mai thông luôn. Dễ nó dễ nơm các bạn. Thì các bạn thấy dễ nè. Tuy là cây mai nó còn, cái cây mai còn nhỏ, cái dễ nó còn nhỏ nha các bạn. Sau này nó lớn lên rồi đó, thì những cọng dễ này nó sẽ lớn lên và nó sẽ làm một cái bộ để nơm. Cái cây mai thông của các bạn thì tiêu chí của bộ dễ nó là nó phải nơm, nó mới đẹp. Dễ nó đều phân chia ra đều hứng các bạn. Cái cây mai này thì cái bộ dễ nó thiếu một dễ nè, thiếu một dễ chỗ này nè các bạn. Còn ở bên này nó vẫn có cái dễ nhưng mà nó cắm xuống hơi hơi nè. Phải chia cái dễ này nó mà nó được ngóc lên giống như là hai cái dễ này vậy nè, là ngon lành. Tại vì nó còn nhỏ đó các bạn, cho nên cái phần mấy cọng dễ này nè, mình nhìn thấy nó nhỏ, sau này nó lớn lên rồi thì những cái cọng dễ này nè nó lớn lên và mình nhìn nó bắt mắt hơn nha, nó đúng bài hơn, đúng đẹp hơn. Các bạn thấy dễ nè, nó vẫn có dễ tứ diện đều nè nha. Rồi, thì cái tiêu chí của cây mai thông đó là bộ rễ nó phải nơm. Cái thứ hai nữa là cành nhánh của nó phải từ đây nè các bạn, từ cái khoảng này nè, nó phải đều nhánh lên, đều lên giống như là ở trên này mới đúng nè. Các bạn thấy nhánh trên này là tứ diện nữa thấy không? Vậy thì cái phần dưới này nó không có nhánh, như vậy thì mình phải làm sao đây? Đáng lý ra mình tạo cái cây mai thông đó các bạn là mình phải làm rễ từ nhỏ nè, và cái phần thân ở trên mình cũng phải làm từ nhỏ. Còn cái này ảnh mua về nhà, cái ảnh trồng thí xuống đây như thế này, rồi ảnh đi làm việc đó, không có thời gian chăm sóc. Rồi cây mai ở dưới này thì nó không có nhánh, cái phần dưới này không có nhánh nè, mấy nhánh này không có xài được nè các bạn. Nó tập trung phần nhánh trên nè. Thì bây giờ mình tạo cây mai thông á thì nó cũng dễ thôi các bạn, không có gì khó hết. Nhưng mà mình phải chịu khó chăm sóc lại từ đầu, từ 2-3 năm trở lên. Thì bây giờ trước nhất là mình phải cưa ngang đây. Ví dụ như mình muốn cái nhánh nó mọc chỗ này thì các bạn phải cưa ngang đây bỏ các bạn. Cưa bỏ hết phần này rồi mình dưỡng lại các bạn, dưỡng lại từ đầu á. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cưa. Có nghĩa là mình cưa thì nó phí nó bỏ các bạn, nhưng mà mình muốn cây mai thông đúng bài là mình phải bắt buộc cái phải cưa bỏ phần này nha. Cưa bỏ hết cái phần này luôn các bạn. Giờ ví dụ như các bạn muốn nhánh từ đâu, nhánh từ đây đi. Các bạn phải cưa đây chút. Rồi thì cưa xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ có nghĩa là mình phải dưỡng lại từ đầu lại các bạn. Thì sau khi mình cưa ở đây thì nhánh nó sẽ mọc vô đây nè các bạn. Nó tùy theo cây, có cây nó mọc từ 2 nhánh hoặc là 3 nhánh, 4 nhánh không chừng. Nó cũng có cây là nó mọc từ nhánh. Nhưng mà các bạn nên lưu ý, sau khi mà nó đâm nhánh trên này rồi đó, khoảng chừng 4 đến 5 cây đọt thì mình ngắt. Ngắt đọt nó mới nhảy nhánh và nó mới đều các bạn. Giờ mình dưỡng từ từ 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi nó mới thành một cây mai thông sau này đẹp hơn nha. Còn cái phần dưới này á, mình khi mình coi rễ xong rồi đó thì mình lắp đất lại các bạn. Đáng lý ra trồng cái lô mai này á, là phải lên mô mới đúng nha. Còn cái này anh chủ nhà anh không biết, anh trồng thí xuống đất như thế này nè. Rồi lắp đất lại gì xong. Rồi thì mình phải cắt bỏ nó như thế này, và cái phần rễ mà mình coi đó thì mình lắp đặt lại như thế này. Rồi thì cuối video á, xin chúc cho chú anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ, em xin chào chú anh và các bạn nha.